Tiểu sử diễn viên Thái Hòa. Thái Hòa tên đầy đủ là Hồ Thái Hòa, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết là một nam diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu người Việt Nam, là một trong những nam diễn viên hài tài năng của điện ảnh Việt Nam. Anh luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong cả lĩnh vực sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Anh nổi tiếng với lối diễn hài hước, dí dỏm, rất riêng, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả. Với lòng đam mê và sự nỗ lực không ngừng, diễn viên Thái Hòa đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam. Anh đã góp mặt và thể hiện tài năng của mình trong nhiều thể loại nhân vật khác nhau và được biết đến với danh hiệu Ông Hoàng Phòng Vé. Con đường sự nghiệp của Thái Hòa. Từ khi còn trẻ, anh đã có niềm đam mê với nghệ thuật và quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau khi học xong cấp 3, anh học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Hồ Chí Minh. Khi còn là sinh viên tại đây, ít ai biết rằng diễn viên Thái Hòa đã trải qua những ngày khó khăn vì đói khát. Gia đình anh buôn bán sa sút, gần như rơi vào phá sản. Một suất ăn giá 3.000 đồng với Thái Hòa lúc bấy giờ là một mơ ước. Nhiều lúc hết tiền, anh chỉ có thể uống trà đá trừ bữa. Tuy nhiên, cũng chính vì đói mà anh đã được nghệ sĩ Hữu Châu giúp đỡ và nuôi sống cả nhóm sinh viên nghèo như Thái Hòa. Em trai Hữu Châu là nghệ sĩ Quá Cố Hữu Lộc, cũng là người chơi chung với Thái Hòa. Để có tiền ăn và trang trải tiền học phí, Thái Hòa từng phải lăn lộn với nhiều công việc khác nhau như tấu hài, làm việc ở sân khấu 135 hay quán cà phê của thầy Minh Nhí. Trong quá trình học tại trường, anh ít đến lớp, nợ môn nhiều và nguy cơ không thể tốt nghiệp. Xong, điều kỳ diệu đã đến với anh. Vào năm cuối tại trường sân khấu điện ảnh 1998, Thái Hòa lần đầu tiên có cơ hội đóng phim Những đứa con thành phố cùng với thầy hiệu trưởng của mình. Qua vai diễn của Thái Hòa, thầy hiệu trưởng thấy được tài diễn xuất của anh. Tiếp đó, anh đặc biệt gây ấn tượng với mọi người qua vở kịch Ôi đàn bà. Sau đó, Thái Hòa thuận lợi trải qua kỳ thi tốt nghiệp. Nhắc lại thời gian học tại trường sân khấu điện ảnh, Thái Hòa từng diễn tả bằng hai từ, đói và vui. Sau khi ra trường, anh đóng nhiều phim. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2010, Thái Hòa tham gia vào bộ phim Để Mai Tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. Đây là một bộ phim hài hước tình cảm, mang đậm nét lãng mạn. Đặc biệt, dấu ấn phòng vé lớn đầu tiên của một đạo diễn Việt Kiều, thể hiện lối làm phim hiện đại, mang hơi hướng Hollywood. Những nhà làm phim từ nước ngoài như Charlie Nguyễn, Victor Vũ tiếp tục khuynh đảo phòng vé sau đó. Qua tác phẩm này cũng giúp Thái Hòa thành ngôi sao phòng vé và đưa tên tuổi của anh vụt sáng trong làng điện ảnh. Đến tháng 8 năm 2011, Thái Hòa vào vai chính trong phim Long Ruồi của đạo diễn Charlie Nguyễn, là phim hành động pha hài hước. Nhân vật chính của phim là Tèo, do Thái Hòa thủ vai, một anh chàng nhà quê làm nghề bán bánh xèo, quyết tâm lên Sài Gòn tìm cơ hội đổi đời vì sau khi bị bạn gái bỏ để theo Việt Kiều lắm tiền nhiều của. Lên thành phố, Tèo choáng ngợp trước cuộc sống đô thị phồn hoa. Vì có ngoại hình giống y như Long Ruồi, là đại ca xã hội đen khét tiếng bậc nhất Sài Gòn, hiện đang nằm hôn mê bất tỉnh sau một cuộc thanh toán của giới giang hồ. Tiến và Bích là hai đàn em của Long Ruồi đưa Tèo về Sào Huyệt để huấn luyện đóng thế đại ca xã hội đen. Năm 2012, Thái Hòa tham gia phim tâm lý tình cảm Lấy Chồng Người Ta của đạo diễn Lưu Huỳnh. Thái Hòa vào vai một người đàn ông thực thụ, đồng thời đây là vai diễn được đánh giá là có chiều sâu tâm lý và vô cùng phức tạp. Năm 2013, anh tham gia lần lượt qua hai bộ phim Tèo Em của đạo diễn Charlie Nguyễn. Qua phim này, Thái Hòa nhận được giải Cánh Diều ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất và bộ phim Lửa Phật do Dustin Nguyễn chỉ đạo. Với sự tham gia của Thái Hòa, Dustin Nguyễn, đây còn được biết là bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam. Đến năm 2014, anh tham gia phim kinh dị mang tên Quả Tim Máu do Victor Vũ chỉ đạo. Làng điện ảnh Việt Nam có không ít các bộ phim đề tài kinh dị, nhưng Quả Tim Máu vẫn là cái tên nổi bật. Bộ phim bắt đầu từ nhân vật tên Linh, vừa được sống sót nhờ quả tim được ghép từ người khác. Tháng 9 năm 2014, anh vào chính bộ phim Cha Rơi của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.
Đây là bộ phim khai thác về cuộc đời của những người làm cha. Ai cũng có những góc khuất, đau khổ riêng, nhưng luôn giấu kín trong lòng. Qua phim này, Thái Hòa được đề cử và đoạt giải Cánh Diều ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Và gần đây nhất là phim Mẹ Dơm và phim truyền hình Con Nhót Mó Chồng. Qua phim này, anh cũng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Ngoài ra, năm 2006, Thái Hòa tham gia vào vai trò đạo diễn trong phim Người Vợ Ma. Nội dung phim là không khí rờn rợn, chi phối khán giả ngay từ lúc mở màn, với một người vợ bất hạnh treo cổ lủng lẳng và tiếng thét kinh hoàng của đứa con thơ. Hai yếu tố âm thanh và ánh sáng phối hợp hiệu quả xuyên suốt vở diễn đã làm không ít khán giả hồi hộp thót tim. Chính vì thế, vở tạo nên sự thú vị cho những khán giả yêu thích loại tác phẩm nghệ thuật kinh dị. Người Vợ Ma là một vở bi kịch, nhưng tiếng cười vẫn xen vào nhẹ nhàng, làm dịu bớt những căng thẳng hồi hộp. Nhân vật người giúp việc, xỉu, lẫn hai tên ăn trộm sợ ma được xây dựng hài hước và ý vị, tạo nên những tràng cười sảng khoái. Bên cạnh lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Thái Hòa còn tham gia một số tiểu phẩm hài nổi bật như Thằng Khờ Có Vợ, Vợ Thằng Động và nhiều tiểu phẩm khác. Về đời sống riêng tư của Thái Hòa, hiện tại nam diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ và con gái. Bà xã Thái Hòa là Hồng Thu, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế và từng du học Úc. Cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội năm 2007. Họ cùng tìm hiểu rất kỹ mới quyết định về sống chung dưới một mái nhà. Hồng Thu chính là chỗ dựa vững chắc để Thái Hòa tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau khá ngọt ngào và lãng mạn. Được biết, trước khi cưới vợ thứ hai, Thái Hòa từng có cuộc sống hôn nhân với nghệ sĩ Hải Cát Phượng. Cả hai yêu nhau suốt 4 năm và có chung một đứa con trai. Sau khi sinh con được 10 tháng, cả hai làm đám cưới. Khi ấy, Cát Phượng thường xuyên có lịch diễn dày đặc, còn Thái Hòa thường hay ở nhà chăm cho con trai. Do gặp phải nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân, cả hai đã quyết định ký đơn ly dị chỉ sau một tuần về chung nhà. Bạn đang xem video tại kênh Thế Giới Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo nhé!